はい、チャ、はい、チャ、あー、 OK và hi, xin chào tất cả mọi người.Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một series mới của Phong Cận TV mang tên Minecraft Naruto. Ta-da! Yeah! Ok. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm video về Minecraft cho các bạn xem nữa đây. Và video hôm nay không phải là vua rồng hay là gọi là Minecraft bình thường, mà hôm nay chúng ta sẽ đến với một series sinh tồn mới mang tên Minecraft Naruto mấy bạn ơi. Đó, thì đây sẽ là một cái series mới cũng trên kênh của mình nha. Đó, thì cái series vua rồng á thì mình vẫn sẽ tiếp tục làm nha các bạn, nhưng mà mình sẽ làm thêm cái series gọi là Minecraft Naruto cho các bạn xem nha. Và trước khi vào video này nè, mấy bạn đừng quên á là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thế nào anh em ơi. Let's go. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình đã dẫn các bạn đến một cái world sinh tồn mới của mình. Thì đây các bạn xem đây, xung quanh chúng ta có rất là nhiều cây cối và đồi núi luôn anh em ơi, quá trời luôn kìa. Ở bên kia có thêm cái sa mạc nữa kìa anh em. Là một cái world hết sức gọi là lý tưởng để anh em chúng ta sinh tồn. À quên nữa bạn ơi, mấy bạn có biết lý do vì sao mà mình bảo rằng cái series này nó có tên là Minecraft Naruto không? Đó, thì mình đố với bạn lý do vì sao mình lại đặt tên là Minecraft Naruto. Thì cái lý do của nó cũng đơn giản thôi các bạn ơi. Đó chính là bởi vì á, Naruto là ninja đúng không anh em? Thì mình đây, thật ra con nhân vật của mình cũng mới vừa được cài một cái mod. Và cái mod này nó cũng có thể gọi là sử dụng được những cái nhẫn thuật của ninja luôn anh em ơi. Đó, nói chung là con nhân vật của mình bây giờ là chẳng khác gì Naruto luôn anh em. Nghe hấp dẫn không? Quá hấp dẫn luôn đúng không? Đây mình sẽ thử cho anh em xem trong lúc mình sinh tồn nha. À, bây giờ các bạn xem đây, mình hiện tại bây giờ mình đang khá là đói bụng nè. Mình sẽ kiếm gì đó mình ăn. Ở đây nó có con bò nè. Bây giờ mình sẽ gọi là làm thịt bò nướng cho các bạn xem nha. Đây, chúng ta sẽ bấm cái chữ Z lên và nó sẽ hiện chúng ta một cái bảng. Đây là cái bảng mà chúng ta có thể học nhẫn thuật đó anh em. Thì đây để mình xem nha, trong đây nó có cái nhẫn thuật gọi là phun lửa nè. Đó, nhẫn thuật phun lửa nè. Bây giờ mình sẽ gọi là học cái nhẫn thuật phun lửa này rồi mình gọi là nướng thịt bò nha anh em. Đây, đây là con bò nè. Bây giờ mình sẽ nướng thịt bò cho anh em xem đây. Ơi, hỏa độn, phun lửa. Bùm, đó. Ghê chưa, ghê chưa. Cháy luôn các bạn ơi, cháy rồi còn nổ luôn à. Ghê chưa, ghê chưa. Wow, đây. Chúng ta đã có được một miếng thịt bò à. Xịn chưa bạn, xịn chưa, xịn chưa. Trời ơi là trời à, ăn thịt bò nè à. Có miếng thịt bò để ăn luôn. Thì cái này chính là gọi là nhẫn thuật hỏa độn phun lửa các bạn ơi. Ok, rồi bây giờ là mình sẽ gọi là vừa sinh tồn và vừa sử dụng những cái nhẫn thuật cho các bạn xem nha. Rồi, thì vào game Minecraft đầu tiên thì đơn giản thôi. Chúng ta sẽ đi lấy một ít gỗ. Mình sẽ đi mình lấy ít gỗ nè. Rồi mình đi mai mình kiếm đồ để mình gọi là sinh tồn bạn ơi. Mình sẽ lấy ít gỗ nha. Rồi ok, có gỗ rồi. Bây giờ là mình sẽ bỏ gỗ vào đây và mình sẽ chế tạo gỗ ra thành cái bàn chế tạo. Rồi đặt bàn chế tạo ra. Rồi chúng ta sẽ chế tạo chúng ta một cây cúp để chúng ta sinh tồn mấy bạn ơi. Ok, bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ gọi là đào một cái hang trong đây để mình sống mấy bạn ơi. Đây là một cái ngọn núi nè. Mình sẽ đào một cái hang trong đây để mình sống nha. Rồi để mình đào nó ra coi. Sẵn rồi mình pha một ít đá luôn. Đào ra, đào ra. Ui, có than nè. Trời ơi, may mắn quá bạn ơi. Vừa vô là gặp được than luôn rồi. Thật là may mắn luôn á trời. Về chúng ta sẽ có được đuốc để chúng ta thắp sáng vào buổi tối bạn ơi. Không sợ gọi là quái vật zombie hay là bất cứ một cái con quái vật nào có thể gọi là xuất hiện ở gần nhà chúng ta. Đào ra, đào ra. Ai, trời ơi trời, đào mệt ghê luôn các bạn ơi. Không biết có cách nào để đào nhanh hơn không ta. Chẳng lẽ bây giờ mình cứ dùng cái cúp mình đào thế này là không biết đến khi nào mình mới có thể gọi là đào được một cái hang thật là to để mình sinh sống đây. Hay là bây giờ mình sẽ thử sử dụng nhẫn thuật ninja để làm thử nha bạn. Hồi nãy các bạn nhớ không, mình phun lửa các bạn, mình dùng hỏa độ mình phun lửa xong nó nổ cái bùm tạo nguyên cái lỗ đây luôn. Hay là bây giờ mình sẽ sử dụng hỏa độn, mình phun cho nó nổ nguyên một cái lỗ to đùng ở giữa này để mình sống ta. Ừ, cũng hợp lý nha. Sẵn rồi mình coi coi nó có rơi ra đá thì mình lụm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử phun lửa vô trong cái bức tường này nha anh em. Ok rồi, phun lửa. Đó. Rồi để vô xem coi.
cũng không được to lắm. Mình sẽ gọi là làm lại nha. Mình sẽ làm thật nhiều luôn. Phun lửa, hóa đột. Bum. Rồi tiếp nè, hóa đột. Hứa. Ôi, ủa kỹ ta sao mình không làm được nữa. À quên, mình hết chakra rồi các bạn ơi. À, có bạn nào gọi là fan của Naruto á, mình đố mấy bạn nha, chakra là cái gì nè. Bạn nào mà fan của Naruto chắc chắn sẽ biết đến chakra. Đó, thì cái chakra chính là một thứ mà gọi là năng lượng các bạn ạ. Cái năng lượng này sẽ giúp chúng ta gọi là thi triển được những cái nhẫn thuật của ninja nha. Bây giờ mình sẽ gầm chakra lên nè. Đó, mình sẽ gầm lên. Các bạn thấy không? Mình chắp tay là mình gầm chakra lên đó các bạn. Đó, gầm lên. Ok rồi, chakra của mình đã đầy rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục phun lửa nha. Hỏa độn. Hây. Bùm. Rồi, tiếp nè. Hỏa độn. Hơ. Bùm. Rồi. Mình sẽ phun đến khi nào mà nó lủng cái lỗ to đùng luôn. Bùm. Ok. Rồi chui vô xem thử coi. To chưa? Ủa kỳ vậy? Cũng không to lắm ha. Từ nãy giờ mình phun muốn bể luôn cái họng của mình luôn mà sao mà nó không có rộng một tí nào chị? Ủa? Vậy chắc là mình không sử dụng cái nhẫn thuật này để mình tạo một cái hang động mình sống được rồi. Kiểu này là mình phải tự đào bằng tay rồi anh em ơi. Ok. Thôi khổ quá. Rồi mình phải tự đào bằng tay thôi chứ giờ sao? Tự đào thôi. One hour later. Wow, tính ra là mình đào cái hang này xong rồi các bạn. Là mình phát hiện ra trong cái hang này quá trời than luôn anh em ơi. Một nùi than luôn các bạn ạ. Quá trời luôn các bạn xem nè. Ở đây có nè. Ở đây cũng có nữa nè. Trời ơi trời, một nùi luôn. Ở chỗ này mình cũng có một đống than nữa nè. Cái bộ kỳ này là chúng ta có quá trời than để dùng rồi anh em ơi. Rồi, để mình ra đây mình chế cho mình một cái cúp bằng đá nha. Mình đã có rất là nhiều đá rồi. Bây giờ mình sẽ chế cho mình cúp bằng đá đây. Để mình đào cho nó nhanh các bạn ạ. Chứ bây giờ cúp bằng gỗ thì đào rất là chậm luôn. À, mình sẽ farm hết cái mớ than ở đây. Quá trời than luôn. Ok. Mình sẽ đào cho chúng ta một cái chỗ đi mai nè. Thường thường đi mai á là phải đi xuống dưới cái tầng bao nhiêu ta? Hình như là tầng 11 thì phải. Xuống tầng 11 thì chúng ta sẽ gặp được gọi là kim cương với lại là sắt vàng rất là dễ luôn. Đó, để mình đào xuống. Ê. Ui. Ui. Có một cái rương ở dưới đây các bạn ơi. Wow. Ôi xịn nha. Ôi khoan từ. Ôi ở đây nó còn có thêm sắt nữa nè. Wow, để mình đào sắt đã. Quá trời sắt luôn các bạn ơi. Ok, à quên. Còn về phần cái rương nè, mình sẽ giải thích cho mấy bạn nào không biết nha. Thì cái rương này nè là khi chúng ta cài cái mod Naruto anh em, thì lâu lâu khi mà chúng ta gọi là đi mai á, chúng ta sẽ rất là dễ phát hiện được những cái rương này, giống như kiểu gọi là một cái kho báu anh em. Tại vì cái mod Naruto này á là mình cài vào á thì gọi là cái phiên bản của nó là cái phiên bản mới nhất, cho nên nó có thêm những cái rương báu cho chúng ta luôn. Để mình xem thử cái rương này nó có gì nha. Ok. Ui, trong đây nó có cái gì ta? Cái này gọi là shuriken hả? Wow, shuriken nè, cái này phi tiêu nè anh em. Với lại một cái kunai. Còn cái này là, ui, cái này là cái băng của gọi là Naruto nè. Ui, xịn nha. Để mình leo, mình xem thử anh em ơi. Wow, mình đã kiếm được một cái băng của Naruto đó bạn. Cái băng mà ta đeo lên đầu á. Để mình đeo thử nha. Đeo lên nè. Wow. Mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy gọi là mình đeo cái băng của Naruto nhìn thấy đẹp không? Chứ mình thấy nó nhìn nó cứ giống y như là mấy cái ông gọi là đi mai các bạn. Nó giống như là một cái đèn á, mình đeo lên trên đầu á. Tại sao cái này nó lại không có ký hiệu của làng lá ta? Kỳ à, đâu để mình xem coi. À, có cách nào để làm ký hiệu làng lá lên không? À, đây cái này phải không? À, để có thể làm được ký hiệu làng lá chúng ta cần phải bỏ thêm lá vào. Ủa, lạ vậy? Muốn làm ký hiệu làng lá thì phải bỏ thêm lá vào. Vậy mình làm ký hiệu của làng cát thì mình bỏ thêm cát vào hả? Hợp lý phết nha. Ok. Rồi, đó, để mình lấy thêm cái rương này lên luôn. Wow, kỳ này là xịn nha. Mình đã kiếm được gọi là một cái rương báu nè. Đó. Còn đây chính là phi tiêu của Naruto các bạn ơi. Phi tiêu này dùng để gọi là phi quái vật nha. Chọi nè. Đó, thấy không? Phi tiêu bay nè, thấy không? Mình có thể lượm lại được nha. Chọi nè. Đó, cái này là phi tiêu nha các bạn. Còn cái này là cái kunai nè, cũng là phi tiêu luôn. Đó, chúng ta sẽ ném nó và nó sẽ dính lên tường các bạn thấy không? Rất là xịn luôn. Và cái này cái này mình không lượm lại được hả? Ui. Ui trời ơi mấy bạn ơi, mình mất cái kunai luôn rồi, mình không lượm lại được. Trời ơi cái này xịn lắm nha, cái này là mình dùng nó mình phóng phi tiêu được, xịn lắm luôn á. Để mình lên mình xem có cách nào để chế cái kunai được không ta. Dụng cụ của Naruto. À đây. À mình chỉ cần để một cái cục sắt với lại một cái que chúng ta sẽ làm được. Tính là cũng dễ chế nha. Còn phi tiêu thì sao? Phi tiêu cần có đá lửa để xung quanh, chúng ta sẽ chế được 16 cái. Ok, rồi để có gì gọi là mình kiếm được sắt rồi nè, có gì mình nung lên rồi mình sẽ làm phi tiêu mình xài nha anh em. Naruto là phải xài phi tiêu các bạn ơi. Đó, ok, để mình ra mình lấy cái bàn chế tạo đem vô nhà luôn chứ trời tối rồi.
Wow, trời ơi, đúng thật là gọi là cài cái mod Naruto vô, gọi là mình cảm giác tự tin sinh tồn ghê. Kiểu giống như là mình là ninja các bạn, mình sẽ gọi là dễ dàng sinh tồn hơn. Bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái lò nướng nè, để mình nung mấy cục sắt lên. Cái bộ gọi là kỳ này gọi là tập 1 gọi là có được cái hang để ở gọi là cũng khá là ấm rồi đó. Ôi, trời tối tiêu rồi, hỏi đi ngủ đã. Ok, rồi, mình đã ngủ dậy đây đó các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ gọi là đi chặt gỗ bạn ạ. Ê, bên kia nó có mía kìa. Bên kia mấy bạn thấy không? Nó có mía kìa. Mình nhớ rằng hình như là mía chúng ta có thể lấy để chế tạo vũ khí hay là chế tạo sách vở hay gì đó đó. Ok, để mình qua mình lấy nha. Bây giờ nè, mình sẽ gọi là sử dụng một cái nhẫn thuật cho các bạn xem nha. Đây các bạn xem nè, trên đây nó có một cái nhẫn thuật có tên là Water Walking các bạn ơi, có nghĩa là chúng ta sẽ đi trên nước đó. Chúng ta sẽ đi được trên nước nha. Thì mình sẽ học cái nhẫn thuật này cho các bạn xem nha. Đây, gồng chắc ra lên. Gồng chắc ra lên nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trên nước nha anh em. Mình đã học được xong cái nhẫn thuật này rồi. Ok, đi thế nào. Đó, mấy bạn thấy không? Mình đang đi bộ trên nước nè, bạn thấy ghê không? Xịn chưa? Đó, mình đứng trên nước nữa nè. Ghê chưa? Chúng ta không cần thuyền luôn anh em ơi, chúng ta có thể đi bộ được ở trên nước luôn. Đó, xịn chưa? Đi bộ trên nước luôn các bạn ơi. Ok, để mình chạy qua đây mình lấy cái mía đã. Đó, trời quá xịn luôn. Ok rồi, để mình lấy mía nè. Làm Naruto là phải như vậy các bạn hiểu không? Đi trên nước luôn, ninja là phải như vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi bộ trên nước, mình đi về nhà cho các bạn xem nè. Đi bộ trên nước nè. Xịn chưa? Mà mình chạy được không ta? Hình như là chạy không được phải không? Ôi, bên đây có con nhện nè. Rồi ok, sẵn có con nhện đây, mình sẽ sử dụng nhẫn thuật mình giết nó luôn. Ok, để mình xem coi. Nhẫn thuật là phun lửa nha. Hỏa đột. Hey, cha. Bùm. Ui, không được, lại. Hỏa đột. Hơ. Phun lửa mày nè, chết mày đi con. Ủa sao kìa, nó không chết ta? Làm lại coi. Hỏa đột, phun lửa. Nó cũng không chết luôn. Ủa kỳ ta, sao mình làm hỏa độ mình phun lửa nó nãy giờ nó không chết ta? Để mình xem coi nó có cái nhẫn thuật nào ghê hơn không. Có nhẫn thuật phân thân nữa bạn ơi. Wow, nhẫn thuật phân thân, hay nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử mình học cái nhẫn thuật này nha. Mình sẽ gồng chắc ra đây nè để mình học nhẫn thuật nữa bạn ơi. Ok rồi, mình sẽ thử phân thân thử nha bạn. Cái nhẫn thuật đó là chúng ta sẽ bấm gọi là cái chữ gì ta, C B B V. Ok rồi, chúng ta bấm nha. C B B V. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, mình phân thân ra được 3 người luôn. Trời ơi trời, phong cận TV với phong cận TV, trời ơi, cộng thêm mình nữa là 3 người luôn bạn ơi. Không biết có làm được tiếp không ta, để mình thử nha. Wow, 5 người luôn, gì ghê vậy. Tiếp coi. 7 người, 9 người, 10 người luôn anh em ơi. Trời ơi. Ủa gì vậy? Ủa sao có 2 người chết rồi? Ủa, à mình hiểu rồi. Có nghĩa là mấy người này phân thân ra được thời gian là người ta sẽ biến mất. Bây giờ mình thử mình quýnh cái con nhện coi, không biết người ta có nhào cho ta quýnh con nhện không ta. Quýnh con nhện nè. Ui nhìn kìa, mấy cái người phân thân của mình ta dí theo con nhện ta quýnh nè các bạn. Đó, quýnh nó đi. Quýnh nó. Ủa gì vậy? Sao chưa kịp quýnh con nhện nó biến mất hết rồi. Ủa gì kỳ vậy bạn? Ủa gì kỳ vậy? Hay là cái nhẫn thuật này là gọi là phân thân được có thời gian người ta? Tính ra là mình phải gọi là dùng nhanh lên, không thôi là người ta sẽ biến mất. Rồi ok, làm lại coi. Con nhện đang lại gần mình kìa. Phân thân ra. Bùm, rồi, quýnh con nhện đi. Quýnh con nhện. Ủa gì kìa, sao dễ chết nè. Bị quýnh con cái chết queo luôn bạn ơi. Sao mấy người này yếu xìu vậy? Đâu, để mình làm lại coi. Lần này mình có coi được không nha. Ok. Phân thân. Rồi, quýnh con nhện đi. Quýnh đi. Dí theo con nhện quýnh. Dí nhanh lên. Nhanh lên, cố lên. Ủa sao yếu xìu vậy? Sao dí nó có chút xíu mà chết rồi. Trời ơi bạn ơi, tính ra là mình phân thân ra hai người này nhưng mà hai người này yếu xìu á bạn ơi. Trời ơi, bị con nhện cắn có cái hơi chết queo luôn. Gì kỳ vậy? Mình cứ tưởng gọi là thuật phân thân gọi là nó sẽ mạnh lắm chứ ai dè đâu yếu xìu quá trời. Đâu để mình xem coi. Tính ra là cũng không mạnh lắm nha. Ok thôi được rồi, thôi bây giờ mình sẽ sử dụng gọi là thủy độn mình giết cái con nhện này nha anh em. Đầu tiên là mình sẽ đi trên nước nè. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng thủy độn để mình phun chết con nhện. Hey. Búp. Đó, thủy độn là chết nhện luôn mày ơi. Ok, mình sẽ lụm cái tơ nhện nè. Rồi ok, rồi giờ mình sẽ đi bộ về nhà nha. Rồi, mình sẽ đi trên nước các bạn ơi. Đó, đi trên nước để về nhà. Cái bộ cái này cũng tiện phết, chúng ta không cần thuyền luôn. Ok. Rồi về tới nhà rồi. Tính ra là mình học được nhiều cái nhẫn thuật hay lắm. Nhưng mà cái nhẫn thuật phân thân mình thấy là nó hay thiệt á. Nhưng mà
nó yếu xìu à, mình đánh có tí xíu là mình chết là trời, sao yếu xìu vậy ta. Thôi được rồi, kệ đi. Bây giờ là mình sẽ lấy cái rương đây nè, mình sẽ để cái rương ở đây. Rồi mình cất hết đồ vào trong đây, những cái đồ mình không cần thiết mình sẽ cất vào đây. Khoan, mình phải chế cho mình thêm một cái cây gọi là cây cây gì ta, cây rìu anh em ơi, để mình đi mình chặt gỗ nữa. Bây giờ mình sẽ cần rất là nhiều gỗ luôn để mai này chúng ta còn xây nhà. Rồi ok. 2000 years later. Ê, có quả táo, có quả táo. Oh yeah, có quả táo để ăn rồi các bạn ơi. Quả xịn luôn. Để mình đi ra ngoài đây mình xem coi ngoài đây còn có thêm gì không. Hình như bên đây nó có cái bãi biển hay là cái sa mạc gì đó các bạn. Biển hay là cái sa mạc vậy ta. Ok, để mình qua mình xem thử nha. Rồi khoan, hình như là mình thấy ai bên đó thì phải. Để mình qua đó xem coi. Ui, có một người ta đang bơi ở bên dưới biển các bạn. Phải không? Ủa, ôi, gì đây, gì đây. Ôi, ở bên dưới đây có mấy người gì nè. Ủa, khoan. Ủa, ủa, cái gì vậy? Trời ơi bạn ơi, tự nhiên không, mình gặp mấy người đó cái tao quýnh mình quá trời luôn. Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, trời. Tính ra mình đang đi bộ, cái mình gặp mấy người đó, mình chưa kịp đụng chạm gì họ luôn, họ quýnh mình chết luôn bạn ơi. Ủa kỳ ta, đâu, để mình quay lại đó coi. Ủa kỳ vậy, tính ra mình chưa kịp làm gì luôn á. Mình sẽ gọi là sử dụng cái gì ta, nhẫn thuật của ninja, mình phóng thiệt là nhanh qua bên kia luôn. Hey, ok, phóng thiệt nhanh qua đây luôn. Ôi, hình như mấy người này gọi là hải tặc mấy bạn ơi. Hải tặc hay là lâm tặc gì đó. Trời, mình lượm lại đồ đó. Ây da, tự nhiên sao mấy người này ta kéo mình ra ngoài đây vậy. Ok, lượm lại đồ. Ô, khoan, mấy người này là người xấu anh em ơi. Không được rồi, chạy. Mình phải chạy thật nhanh thôi. Mấy người là mấy cái người xấu rồi. Ủa khoan, có cái rương gì nè. Ủa, hay là cái rương này là của mấy người kia ta. Ui, có quá trời đồ luôn anh em ơi. À, vậy là cái rương này là của mấy thằng cướp biển rồi nè anh em. Thì ra mấy thằng này là cướp biển. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt nó nha anh em. Cướp biển hả mày? Hỏa đột. Yeah. Bùm. Chết đi đi con, chưa chết hả? Hỏa đột. Bùm. Banh xác luôn. Ok rồi, nó chết nè. Nó làm rơi ra cái gì nè. Cái cục cam cam này là cái gì ta? Mình không biết nữa, một tí nữa mình giờ mình nghiên cứu sau. Nhưng mà hồi nãy mấy thằng này nó dám giết mình, bây giờ là mình sẽ giết bọn nó bạn ơi. Mình sẽ thắp sáng lên nha. Ok rồi, thắp sáng lên cho bạn thấy nè. Đó, đây là cái khuôn mặt của cái thằng nãy dám giết mình nè. À, mày dám giết tao phải không? Ở khoan, mình hết chắc ra rồi. Mình phải gồng chắc ra lên đã. Gồng lên. Ui, nó lại gần. Từ. Ok, hỏa đột. Bùm. Chết mày đi con. Ôi, cháy đi. Cháy chết hết đi. Ồ, chưa chết nữa hả? Hỏa đột. Bùm. Chết hết đi. Chết chưa? Mình nghĩ nó cũng sắp chết rồi anh em ơi. Cháy kiểu này mà không chết mới lạ. Chết đi. Ok rồi, mình quýnh nó luôn. Mày hả mày? Tao sẽ cầm cây đuốc tao quýnh mày. Mày đâu rồi? Lại đây. Mày lại đây. Mày lại đây. Hồi nãy quýnh ai? Hồi nãy mày dám quýnh ai? Hỏa đột. Bùm. Thằng này sống dai quá vậy. Nãy giờ quýnh không chết. Ok, mình phải gầm gọi là chắc ra nè. Ây da, trời, mình đang gầm chắc ra là nó quýnh mình các bạn ơi. Thủy đột. Hey. Bụp. Mày hả mày? Chết đi. Ok rồi. Wow. Con creeper. Một con creeper. Thủy đột. Mày nè. Ôi trời, con creeper này khỏe vậy. Con creeper. Chạy. Mình phải gầm chắc ra lên để mình giết con creeper này đã. Con creeper này nó đuổi theo mình nãy giờ nè. Trời ơi là trời. Sử dụng thủy đột giết creeper. Đó, mày nè. Chết đi. Thấy được sức mạnh của ninja phong cận chưa? Thủy độn là chết nó luôn anh em ơi. Ở đây nó còn có thêm cái rương nè. Ok, mình đem cái rương này về luôn. Hồi nãy mình lượm được mấy cái đồ này nè anh em. Ủa, cái này là cái áo giáp đúng không? Ui, mình có được một cái áo giáp các bạn ơi. Wow, cái áo này là mình thấy ở trong Naruto nó hay có nè. Ui, xịn dạ. Wow. Bên kia có con zombie đang lại gần mình kìa các bạn. Ok, lại gần đây. Ta sẽ giết mày bằng hỏa độn. Chết đi. Chết chưa? Chưa chết luôn hả? Sao mấy con quái vật trong đây mà nó trâu quá ta, mình phun lửa vậy mà nó không chết. Ok, hình như là thủy độn mạnh hơn thì phải. Thủy độn. Chết nè. Ok. Mấy bạn ơi, mình nghĩ rằng là thủy độn nó sẽ mạnh hơn hỏa độn mấy bạn ơi. Mình phun có mấy cục thôi là coi như là zombie chết luôn, còn hỏa độn thì phun rất là nhiều mà nó không chết. Ok. Rồi, mình đã có được gọi là một cái bộ giáp từ mấy thằng cướp biển nè. Với lại có được thêm mấy cái phi tiêu và kunai nè. Còn cái này là gì đây? Cái này là bùa chú hay là gì đây? Ủa, cái này là gì vậy? Mình đập ra được nè. Ủa mà cái này là gì ta? Ui, khoan. Hay là cái này là một cái tấm bùa đây để chịu hồi ta? Ui,
Có khi nào mình sử dụng cái này xong mình triệu hồi được cũ vĩ không anh em? Ồ, mấy bạn có biết con cũ vĩ không? Nhiều khi cái này là cái bùa để triệu hồi cũ vĩ hay sao? Ok rồi, để mình gồng chắc ra lên coi coi mình làm cách nào mình triệu hồi được không nha. Ok, để mình xem coi. Ủa sao biến mất rồi? Ủa sao nó mờ mờ nè bạn, mình thấy nó mờ mờ nè. Ui! What the fuck? Cái gì vậy? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hả? Ủa? Trời ơi bạn ơi, thì ra cái đó không phải là bùa bạn ơi. À không, cái đó cũng đúng là bùa, nhưng mà không phải bùa để đi triệu hồi gọi là cũ vĩ, mà là bùa nổ bạn ơi. Mình đứng vô cái xong nó nổ banh xác luôn, mất hết đồ luôn rồi. Thôi xong luôn. Ồ khoan, ngoài kia có con phù thủy kìa. Ồ không được, mình chưa có cái cửa để mình che lại, để xem có gì giúp mình không ta. Ở đây có một cái nhẫn thuật gọi là tạo ra được một cái bức tường nè. Ok, để mình thử tạo bức tường coi, mình che lại không thôi là mấy con quái vật nó vô giết mình á. Ui, mình đã tạo ra được một bức tường nè anh em. Wow, hay vậy. Ôi ngủ. Ui ngủ không được, quái vật đang ở gần nhà không ngủ được. Thôi xong rồi. Ok anh em ơi, trời là trời, mình tạo ra bức tường để mình che mấy con quái vật lại, nhưng mà mình không ngủ được bởi vì quái vật đang đứng ở trước nhà mình. Thôi mình nghĩ rằng là video nó đây cũng đã dài rồi, và mình nghĩ ra mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy cái gì vậy, ui ấy da, trời. Thôi xong rồi, mình không thể nào mà giết được mấy con này bằng gọi là thủy độn nữa bạn ơi. Mấy con này mà nó mạnh quá, bây giờ mình phải tạo ra bức tường để mình bảo vệ mình thôi. Ok rồi, tạo bức tường nè. Hey. Đó, đây chính là một cái gọi là kỹ năng của Naruto các bạn. Tạo ra bức tường để mình có thể gọi là chặn mấy con quái vật lại. Ok rồi anh em ơi, bây giờ mình nghĩ rằng là chúng ta đành phải đứng ở trong đây để gọi là giữ an toàn thôi. Chúng ta không ra ngoài được đâu, quái vật ngoài nhiều quá. Ok, và mình nghĩ rằng là tập này đến đây cũng đã dài rồi. Và nếu như các bạn thấy thích cái tập 1 của gọi là series Minecraft Naruto này, thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho các thành viên của Hero Team nữa nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Chứ quái vật nhiều quá à, mình không thể nào mà quay tiếp được đâu. Trời là trời. Mấy bạn nhớ gọi là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình, để mình có động lực làm thêm những video mới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.